thì siêu shop được nhận được rất nhiều phản hồi của tất cả các bạn về cái dòng máy Casio SCW600 mã mới nhất của thằng Đức, và hiện tại đang là mã máy chậm tốt nhất Đức hiện giờ nha các bạn nha, và tốt nhất Casio, hãng Casio rất nổi tiếng. Thì nhiều anh chị đặt ra một cái câu hỏi là liệu rằng mình ép cần tây, hay đây là cần tây nha, hay là mình ép những cái loại trái, loại này là loại các loại rau có dễ dàng hay không đấy, hay là đặc biệt là ép cà rốt đấy, ép cà rốt coi nó có bị có bã hay không, cái gì chứ cà rốt nè, ví dụ như máy ép chậm á, thì những cái loại anh chị có thể là ép táo này, ép lê, ép đồ nó không bị lẫn cặn nha, nhưng mà ép cà rốt có bị lẫn cặn hay không, đó là một cái câu băn khoăn của rất nhiều anh chị nha, bởi vì cà rốt là cái thực phẩm rất dễ bị có cặn trong đó đấy. Nếu mà anh chị ép cà rốt coi máy ép chậm và test thử coi máy này có bị lẫn cặn hay không, nhiều anh chị phản hồi là dùng những cái loại máy cao cấp, đời cao cấp như ví dụ như là của thằng Huron này đấy, vẫn cà rốt vẫn bị lẫn cặn nha đấy, rồi lẫn cặn rất nhiều luôn, khó, rất là khó uống. Thì hôm nay mình sẽ test coi cái máy ép chậm Casio SCW600 này có ép những cái loại trái cây là cà rốt này, cần tây này, hay là những loại rau, đây là rau spinach này, rau bên Đức gọi là spinach là cải bắp xôi ấy. Đấy, để coi coi có bị dễ ép hay không nha. Thì hôm nay mình sẽ test trực tiếp trên cái máy ép chậm Casio SCW600 này. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình test nha, cho tất cả các bạn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đóng mắt lại, mình để bỏ đồ vào nha. Đấy, kiểm tra máy hoạt động hay không, đóng nó lại coi nó hoạt động hay không. Đó, hoạt động rất nhẹ nhàng và êm ái nha. Đây là mã máy ép chậm Casio SCW600 với miệng, mình giới thiệu lại, với miệng ép rất là to. Anh chị có thể là bỏ thoải mái vào, không cần cắt nhỏ nha. Công suất 250W, rất là bền bỉ của thằng Casio Đức, hàng nội địa của Đức. Tốc độ vòng xoay chỉ là 45 vòng trên một phút, thấp nhất trên thị trường này, giúp giữ lại tối đa những loại vitamin trong những loại trái cây hay là những loại rau. Đấy, thấp nhất hiện nay trên thị trường rất là tốt nha. Đấy, trục ép dễ dàng, vệ sinh dễ dàng lắp đặt, chưa trong vòng 30 giây là lắp đặt xong cái máy này rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ vào, đầu tiên là mình sẽ bỏ cà rốt. Thì cái này á thì mình sẽ cắt đôi ra cho nó ấy đi. Đó, cắt đôi ra đi. Trước tiên là mình sẽ ép thử cà rốt nha, coi nó có bị lẫn cặn hay không. Đấy, nước ép cà rốt như thế nào, lẫn cặn hay không. Đấy, thì cái miệng ép rất là to nha, nên anh chị có thể là bỏ thoải mái vào. Đó, bây giờ mình sẽ ép thử coi. Để nắp lại nha, bật nước lên. Rồi, máy hoạt động rất là đã, không kêu rất là đã, mã ra đấy, các bạn coi cái độ kiệt bã của máy này coi, rất là kiệt này, không còn cái gì luôn nha, không còn cái gì luôn á, không có tí nước lẫn cặn luôn, nó nghiền, tốc độ vòng quay rất là thấp, nó nghiền rất là đấy. Rồi cái này thì hôm nay mình ép rất, cũng khá là ít cà rốt, hết cà rốt rồi. Bây giờ mình sẽ test coi, quan trọng là cái nước ép này hay, nó có bị lẫn cặn hay không nha. Về chất lượng nước ép thì mình nói rồi là không có gì phải chê hết, nhưng mà coi cái độ lẫn cặn của nó có bị lẫn cặn hay không nha. Đấy, muốn về để mình coi về nước này, nước ép này cực kỳ ngon luôn, rất là đã nha các bạn nha. Bây giờ muốn có biết có bị lẫn cặn hay không, phải có một cái rây, em quay lại gần đi, có một cái rây để mình test coi là nó có bị lẫn cặn hay không nha. Đó, đổ qua cái rây, ví dụ như những cái dòng khác Casio SCW600 550 thì mình đổ ra rất là nhiều cặn nha, hay là Huron cũng vậy, đổ ra rất nhiều cặn, tuy nhiên cái này có bị cặn hay không phải đổ ra mới biết được. Đấy các bạn thấy không, vẫn còn một tí cặn, tuy nhiên không nhiều nha các bạn nha, còn rất là ít thôi, không nhiều nha các bạn nha. Đấy, so với lượng nước ép như thế này mà chỉ còn một tí cặn như thế này là không có nhiều. Đấy, không có bị lẫn cặn quá nhiều nha các bạn nha. Đấy, cái này thì các bạn hòa tan vào trong nước uống luôn, đó, không có cảm giác gì luôn nha các bạn nha. Đấy, thì các bạn thấy chất lượng cái máy này như thế nào, rất là tốt nha các bạn nha. Nếu mà cái thằng Casio SCW550 hay là những cái thằng khác thì các bạn ép lượng nước ép được ra, các bạn đóng cặn như thế này luôn. Đấy, còn cái này thì các bạn thấy không, còn tí xíu cặn như thế này thôi, không đáng kể nha. Đấy, rồi thì tiếp theo là mình sẽ ép thử cần tây hay là rau coi nó bị kẹt hay không nha các bạn nha. Rồi, tiếp theo là mình sẽ ép thử cái loại rau nha các bạn nha. Một thử thách khó hơn chính là ép
Đầu tiên là thứ nhất là mình ép cà rốt này, thứ nhất độ kiệt bã rất là kiệt này, không bị lẫn cặn lẫn một tí xíu, nói chung là hầu như mình uống nhưng mà hòa tan vào nước thì không cảm nhận được gì nha. Bây giờ mình sẽ ép nó ở rau, đây là rau spinach cải bó xôi đấy, các bạn về các bạn nhà các bạn ép coi như thế nào, có nó bị dễ ép hay không. Bây giờ mình sẽ test thực tế luôn cho các bạn xem, ép rau đấy rất là dễ. Cái này đó, thứ nhất là miệng to như thế này thì các bạn bỏ một lần cho các bạn động nắp lại cho các bạn ép. Sau khi ép rau xong á thì các bạn mình sẽ ép cần tây cho các bạn xem. Rồi bây giờ mình sẽ ép thử cái cần tây rau spinach cải bó xôi nha các bạn nha. Rồi thì máy đây, các bạn thấy không, để coi nó có độ, thì hiện tại thì đây nó có thêm một cái cây thục á, để các bạn có nghĩa là nếu mà nó ấy quá thì các bạn vặn vặn cái này để cho nó rau thì nó khó ép hơn so với những loại khác. Thì các bạn thấy không, thiết kế một cái khay trục, cái lưới ép rất là ấy nên các bạn chỉ cần bỏ vào nó tự nó nhồi hết lần luôn, rất là hay. Rồi nó hơi ấy, mình lấy đồ mình nhồi nó xuống thế này chút xíu này, bởi vì lượng ép á, lượng ép nó hơi được ít, nó không có được nhiều á, rau nó hơi được ít á, mình sẽ nhồi xuống tí cho nó dễ ép hơn. Coi ra nước không? Ra bã bắt đầu ra này, rất là kiệt nha các bạn nha, bã bắt đầu ra này. Nhưng mà rau thì các bạn ép nó hay bị cuốn trục. Coi cái máy này ép như thế nào. Ở trong này thì mình coi là rau đã hết rồi này. Đó. Rau thì đã hết rồi nha các bạn nha. Bã bắt đầu từ từ đẩy ra. Và đây là nước ép này. Đó. Rau thì nó ít nước ép thôi nha các bạn nha. Đó. Đó, bã bắt đầu đẩy ra rồi. Có nghĩa là đây các bạn này. Ép các bạn nhìn vào trong cái này này. Có nghĩa là rau trong này đã hết rồi, nó ép xong rồi nha các bạn nha. Đấy. Bã bắt đầu đẩy ra. Đấy, bã bắt đầu tại nó ít quá nên không đẩy ra được nhiều nha, bởi vì rau là đấy, bây giờ mình sẽ bỏ luôn gần tay mình ép luôn. Đấy, rau thì ép rất là dễ dàng nha. Bây giờ mình cho luôn gần tay vào. Đó, như thế này. Gần tay. Bây giờ mình ép gần tay nha các bạn nha. Đó, các bạn bỏ thoải mái vào trong này. Đó các bạn coi đây, bã đâu lại đùm ra này. Đó, rất dễ dàng, không có gì khó khăn so với máy này nha, không bị cuốn trục, không kêu. Đó, nào rờ lại không nóng. Đó, rất là đã nha. Đó. Thì các bạn ăn uống heo thì các bạn dùng cái loại máy ép này rất là đã để các bạn ép. Đó. Bỏ vào. Bỏ vào. Đó, một ép rất là to. Nhổ xuống. Về đồ bã này các bạn không? Rất là kiệt luôn, không còn gì trong này luôn nha. Rất là kiệt bã luôn. Tắt máy lại các bạn nha. Đấy các bạn thấy không? Sau khi ép một tí xíu, ép hết cần tay rồi nha. Bã ra rất là nhiều nha, độ kiệt bã này. Cần tay đã hết rồi. Đó các bạn thấy không? Máy không nóng, không bị cuốn trục, không bị kẹt trục nha. Đây là một cái siêu phẩm của Đức. Đó. Test thực tế luôn, từ cà rốt, các loại rau đến cần tây rất là khó ép, tuy nhiên rất là dễ dàng để ép nha các bạn nha. Đó, tiếp tục ra để các bạn xem. Đó, ép hết để tí cho các bạn coi, tức là nước. Bây giờ mình sẽ đổ nước ra cho các bạn này, nước này. Đó. Rất là ok nha các bạn nha. Đó. Không bị cuốn trục, không bị đùn bã, không bị tắt máy. Đó. Rất là dễ dàng để ép. Đây đúng là một cái siêu phẩm cho năm nay để các bạn lựa chọn cho gia đình của mình. Mình đã test thực tế những cái thứ khó ép nhất rồi. Thì các bạn coi như thế nào. Rồi. Vậy là xong công đoạn ép tất cả những loại trái cây, từ cà rốt, coi có bị lẫn cặn hay không, có một tí xíu không đáng kể so với những dòng khác, gọi là một siêu phẩm hiện giờ. Ép đến ép các loại rau như spinach, spinach. Rồi ép những loại khó như là cần tây hay không. Đấy, thì các bạn thấy không, rất là dễ dàng để ép, không có gì để chê cái dòng máy ép chậm này hết. Đấy. Thì ở đây các bạn thấy ở đây nó sẽ bị có một tí bã chỗ này này, các bạn chỉ cần lúc mà các bạn gỡ ra các bạn vệ sinh, bởi vì trong này nó không còn gì để đẩy cái này ra hết, nên các bạn lúc mà các bạn vệ sinh thì các bạn chỉ cần lấy tay các bạn gỡ cái này ra là xong nha. Đấy. Rồi, rửa sạch với nước là xong nha các bạn nha. Rồi bây giờ đây là xong rồi nha, bây giờ mình sẽ gỡ ra cho các bạn xem. Đó, test thực tế luôn.
lúc mà mình đẩy ra gỡ ra, các bạn phải gỡ nắp nha, các bạn phải như này này nha, coi cái dễ gỡ ra hay không nha. Nhiều bạn mua máy ép chậm về á, lắp ráp xong á, ép cầm tay nó dễ bị cuốn trục á, xong các bạn gỡ ra nó cứng ngắc không có gỡ được luôn nha. Tuy nhiên cái này thì các bạn thấy không, mình gỡ ra đó, rất là dễ dàng để gỡ nha. Đó, bởi vì nó có rất ít bộ phận. Đó, các bạn coi này, cái độ cuốn trục này không có cái gì cuốn hết cái này luôn, thấy không? Các bạn chỉ cần đem đi vệ sinh lại với nước là xong. Đó, cái này ở trong này là hồi nãy là cà rốt với đồ nó còn trong này thì các bạn vệ sinh sạch phát là xong nha. Đấy, thì ở trong này á, các bạn có một tí xíu ở đây này, các bạn lấy cái đồ các bạn cạy là xong nha. Cầm tay á, nó sẽ bị nó hết cầm tay rồi nên nó sẽ bị đùn chỗ này này. Các bạn lấy cái đồ các bạn vệ sinh chỗ này, kéo cái này ra cái xíu đấy là xong nha. Đó, rất là dễ dàng, rất là dễ dàng vệ sinh nha các bạn nha. Rồi, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn cách ép trực tế luôn từ cà rốt, rau hay là cần tây trên máy ép chậm Casio SC600, một siêu phẩm hiện giờ. Bạn nào quan tâm cái dòng máy này thì có thể liên hệ Simshop. Về chính sách tại Simshop là bảo hành 24 tháng, lỗi một trong vòng 14 ngày, giá đang sale tốt nhất hiện tại tại Việt Nam luôn. Simshop đang phân phối chính hãng cái dòng máy này về Việt Nam. Đấy, bao toàn quốc luôn, ship hàng COD toàn quốc, giao hàng, nhận hàng tại nhà, kiểm tra và thanh toán nha tất cả các bạn nha. Bạn nào quan tâm thì có thể liên hệ Simshop để đặt hàng, có thể là truy cập website Sinh Hàng Đức để đặt hàng, gõ máy chậm Casio SG600 để đặt hàng trực tiếp trên website, rất nhiều ưu đãi trên website tại Simshop nha. Có thể gọi điện trực tiếp với mình để mình đặt hàng, tư vấn thêm nha tất cả các bạn nha. Rồi, nếu các bạn thấy video clip này hay thì hãy cho Simshop một like và đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi kênh YouTube của mình. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn của CVShop. Lời đầu tiên thì cho phép CVShop xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đối với tất cả những anh chị quý khách hàng đã xem video clip này, và đặc biệt là những anh chị quý khách hàng đã luôn theo dõi, ủng hộ và đồng hành CVShop trong suốt những năm vừa qua. Với kinh nghiệm là đã có nhiều năm sinh sống, học tập và làm việc tại Đức từ năm 2018, CVShop luôn coi những anh chị quý khách hàng là những người bạn, người thân trong gia đình. Vì thế, CVShop không ngừng nỗ lực để mang những sản phẩm chất lượng nhất từ Đức với giá cả phải chăng, chính hãng 100% đến với tay khách hàng tại Việt Nam. Vâng, và nếu anh chị quan tâm sản phẩm trong đoạn video clip review này thì có thể trực tiếp liên hệ với CVShop để mình tư vấn trực tiếp. Anh chị có thể liên hệ qua số điện thoại 0707832828, có thể kết bạn Zalo với mình hoặc là có thể là gọi điện trực tiếp với mình để mình tư vấn. Rồi, anh chị có thể vào website sinhhangduc.vn để xem thêm những sản phẩm khác từ CVShop. Rất nhiều những dòng sản phẩm tốt, chất lượng từ Đức với giá cả săn sale rất là tốt, có sẵn trên website sinhhangduc.vn. Rồi, anh chị nếu mà anh chị thích dùng Facebook có thể là vào fanpage của CVShop, Hàng Đức chính hãng CVShop, để xem những cái sản phẩm CVShop cập nhật hàng ngày trên Facebook. Và nếu mà anh chị có những cái thắc mắc phản hồi về cái sản phẩm này thì có thể thoải mái bình luận ở trong video clip này. Rồi nếu anh chị thấy video clip này hay thì có thể là cho CVShop một like và đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi kênh YouTube của CVShop. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả những anh chị quý khách hàng trong những đoạn video clip tiếp theo, và chúc anh chị sớm sở hữu những sản phẩm tốt nhất từ Đức, từ CVShop. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả những anh chị ạ.